Ok, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Rất là vui khi lại gặp được anh chị và các bạn trong cái video này. Video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị cái cách thức để chúng ta có thể là tìm kiếm những cái từ khóa khách hàng mua hàng để làm gì ạ? Để chúng ta xây dựng cái điểm Google Maps để chúng ta có thể SEO nó ở vị trí top Google, đúng không ạ? Đồng thời tôi cũng sẽ giới thiệu qua cho anh chị một cái công cụ để chúng ta tìm ra từ khóa, cũng như là chúng ta cần phải cung cấp những cái thông tin gì, đúng không ạ? Chúng ta cần phải cung cấp những cái thông tin cụ thể như thế nào để cái đội ngũ admin Google của bên của chúng tôi ấy, là có thể là tạo những cái địa điểm map và sau đó thì sẽ chuyển vào cái Gmail tạo mới của tất cả các anh chị, đúng không ạ? Và đây là cái video để hướng dẫn cho các anh chị tìm ra cái keywords để chúng ta đặt hàng tạo Google Map nhé. Còn ở những video sau ấy, sau khi mà tất cả các map được tạo xong rồi, ở những cái video sau ấy thì cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị là cái cách thức để chúng ta xem map nhé, hoặc là tôi sẽ gửi cho tài liệu để cho anh chị có thể xem map, sau đó anh chị có thể đặt câu hỏi và tôi sẽ hướng dẫn. Ok, rất là quan trọng, cái phần này rất là quan trọng nha. Ok nào, bây giờ nha, bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ là một cái key, cái cách thức để tôi có thể tìm một cái key để đặt cho một cái điểm Google Map về nhà đất thôi nhá. Còn anh chị ấy thì sẽ cần phải tìm một cái key liên quan đến cái hoạt động kinh doanh, cái lĩnh vực kinh doanh, cái phân khúc của anh chị nhá. Ok, ví dụ như là ví dụ tôi làm về nhà đất đúng không, thì cái keyword mà tôi thấy rằng mọi người sẽ tìm rất nhiều đó là mua bán nhà đất. Vâng ạ, mua bán nhà đất đây nha. Chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta search cái key mua bán nhà đất ấy, thì anh chị thấy nó sẽ đề xuất ra những cái tên này đó, và đây có đây là những cái tên mà chúng ta có thể tham khảo này đó, những cái tên ví dụ mua bán nhà đất này, mua bán nhà đất này miễn phí và hiệu quả này, đăng tin mua bán nhà đất miễn phí và hiệu quả, được chưa? Đó, đây nha, thì chúng ta có thể thấy là đây là những cái key mà khách hàng tìm kiếm nha. Thì chúng ta có thể là vào thêm cái key này xem là có những keyword gì mua bán, thì đây là từ mua bán nhà đất thì cái key này nó đang ăn tốt, cần bán nhà đất đúng không ạ, cần mua bán nhà đất, mua bán nhà đất rồi, mua bán nhà đất chính chủ. Khi này thì chưa có ai làm, nhưng mà khi mua bán nhà đất thì tôi thấy nó rất là rộng, thì tôi có thể ví dụ tôi chỉ làm mua bán nhà đất tại một khu vực thôi, thì tôi có thể là mua bán đất quận, ví dụ như ở đây là quận quận 9 đi chẳng hạn, thế đúng không? Chúng ta thấy nha, khi mua bán nhà đất quận 9 thì nó không có điểm map nào xảy ra, nhưng mà nếu chúng ta mua bán nhà đất quận 9 thì chuyện sẽ xảy ra đó, anh chị thấy không? Ví dụ khi mà chúng ta sở cái key là bán nhà đất quận 9 ấy, thì nó sẽ ưu tiên đề xuất ra cái điểm map này nè, nó ở bên tay phải này, vì cái từ mua bán nhà đất ấy thì nó bị cạnh tranh rất là lớn các anh chị nhá, nó bị cạnh tranh rất là lớn đó, nó bị cạnh tranh bởi những cái website ở SEO rất là kinh nhiều về cái từ khóa là mua bán nhà đất, đúng không ạ? Tuy nhiên cái từ bán nhà đất quận 9 này thì nó sẽ ít cạnh tranh hơn cái từ từ lúc trước, và nó sẽ đề xuất cho chúng ta là đề xuất cái điểm map này lên nhé. Và chúng ta ví dụ như anh chị nào mà đang mua bán nhà đất ở tại một cái khu vực ấy, thì anh chị có thể đặt là mua bán nhà đất quận Thanh Xuân này, mua bán nhà đất quận 2 này, mua bán nhà đất quận Thủ Đức này, được chưa ạ? Mua bán nhà đất quận Bình Chánh này, đúng không ạ? Thì chúng ta có đặt cái chúng ta có thể đặt cái tên đấy nhé anh chị nhá. Ok, hoặc là ví dụ như là các anh chị ở tỉnh, các anh chị làm ở một cái thành phố nào đấy, thì anh chị có thể đặt cái tên là mua bán nhà đất nguyên cái thành phố đấy luôn cũng được nhé, hoặc là một cái phường, nếu anh chị tập trung vào một cái phường nào đấy ở trong cái thành phố đấy, thì anh chị có thể đặt cái keyword đấy, vì nó sẽ liên quan đến cái keyword này anh chị nhá, cái keyword đề xuất này. Đây là nếu mà chúng ta đặt những keyword này là tốt nhất anh chị này đó,
Vì đây là những keyword đề xuất, và những keyword đề xuất này là những keyword mà khách hàng tìm kiếm nhiều nhé. Anh chị nên lưu ý này, đây là những keyword là khách hàng tìm kiếm nhiều này, thì chúng ta có đặt những keyword như thế này này. Tuy nhiên những cái keyword như thế này, những cái keyword như thế này thì nó sẽ khó lên này. Vì sao ạ? Vì những keyword này nó có con số và giá này, giá này nó cũng sẽ lên được, nhưng mà đôi khi có thể là do Google họ sẽ quét, và có thể là chúng ta sẽ cái map của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng các anh chị nhé. Bởi vì chúng ta phải hiểu nguyên lý thế này này, map là gì ạ? Map chúng là nó xác định cho chúng ta một cái địa điểm kinh doanh, một cái khu vực kinh doanh, và một cái khu vực kinh doanh không có ai, người ta rất ít cái địa điểm kinh doanh mà ta đã đặt những cái tên như thế này lắm đó. Thì đây là cái phần ở bên trong cái key ở bên trong cái map, thì ở trong video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị, chứ không ai đặt cái tên map như nhà quận 9 dưới 3 tỷ cả. Mà ở trong mình sẽ tạo ra những cái sản phẩm nhé, ở trong đấy ở mình sẽ tạo ra những cái sản phẩm để chúng ta có thể là sell những key nhỏ này anh chị nhé. Đó, ở những cái phần sell tiếp tục mình sẽ bán nhà quận, ví dụ tôi đang ở gần tôi, ví dụ tôi sẽ tìm từ Bắc Tô Liêm xem này. Đấy, ok, từ này nhá, cái từ này thì ở trên này không sôi nổi lắm đó. Đấy, mình sẽ tìm khu vực khác, mua bán đất từ đây. Còn một cái này là anh chị có thể tìm được cách này nhé. Ví dụ như anh chị bán biệt thự biển ạ, biệt thự biển thì anh và chị phải tìm những keyword liên quan đến biệt thự biển nhé, chứ đừng có tìm những cái keyword mà con nhà đất thì nó chả liên quan đến cái sản phẩm của mình. Bán nhà đất tại Hà Nội, mua bán nhà đất Hà Nội chính chủ này. Đó, anh chị có thể là cái key, nếu mà anh chị ở Hà Nội ở khu vực nào thì chúng ta có thể là mua bán nhà đất Hà Nội thêm chữ chính chủ đằng sau nó cũng rất là ok. Nhà đất quận Nam Từ Liêm này, được chưa? Bán đất quận Bắc Từ Liêm này, nha. Tôi sẽ sở cái từ là nhà đất quận Nam Từ chị theo nhà đất quận Nam Từ Liêm thì nó sẽ đề xuất ra cái điều này. Anh chị lưu nhá, anh chị muốn đưa cái từ, anh chị muốn đẩy cái từ khóa nào để cho nó lên top được thì cái tên map nó phải trùng với cái từ khóa đấy. Đây là cái title nhá, đây là cái title để chúng ta có thể là đẩy cái keyword map của chúng ta lên. Và chúng ta sẽ có hai cách, một là chúng ta để cái title, đúng không ạ? Cái title là gì ạ? Cái tiêu đề là cái tên của chúng ta này. Và cái thứ hai này chúng ta có thể để chúng ta có thể tham khảo này này, xem Let's Go chẳng hạn. Hai chúng ta có thể tham khảo này nhé. Cái tên map ấy thì nó sẽ bao gồm có tên là đây, mở cái map, ok em mới đi. Let's Go đi. Này anh chị quan sát nhé, anh chị để quan sát này, Let's Go đúng không? Thì anh chị này, nó sẽ gồm tên thương hiệu và tên cái loại hình kinh doanh, được chưa? Tên thương hiệu và tên loại hình kinh doanh, anh chị thấy không ạ? Đó, và gạch nó cách nhau bởi cái dấu thẳng đứng này, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể là ví dụ bán nhà đất quận 9 hoặc là bán nhà đất Nam Từ Liêm, đúng không? Và có cái thêm cái chữ đằng sau nó ví dụ như là ví dụ như là Novaland, ví dụ như là đất xanh miền Bắc, anh chị hiểu ý em không ạ? Đó, anh chị có hiểu ý em không nhỉ? Ví dụ đây nè, nhà đất quận Nam Từ Liêm đúng không? Anh chị có thể gạch xéo xuống là đất xanh miền Bắc, hoặc là cái tên công ty của chúng ta nhé. Tại vì cái keyword nó phải liên quan đến cái từ khóa mua hàng ấy. Chả có ai, rất ít người người ta sợ cái từ khóa tên công ty của mình ra lắm, trừ khi công ty của mình rất là nổi tiếng. Tuy nhiên thì chúng ta có thể là gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đặt cái tên của chúng ta, cái keyword khách hàng tìm kiếm trước, sau đó chúng ta sẽ đặt
cái keyword mà sau đó thì chúng ta sẽ đặt cái keyword là gì ạ? Chúng ta sẽ đặt cái keyword mà liên quan đến thương hiệu nhá. Ok. Đó. Được chưa ạ? Đây, cái phần keyword là cái phần cực kỳ quan trọng nha. Nếu anh chị chưa hiểu ấy thì anh chị có thể hỏi, có thể để cái phần bình luận hoặc có thể chủ động inbox riêng cho tôi để tôi có thể hỗ trợ cho từng ở đây, cho tôi có thể hỗ trợ nhé. Ok, tiếp theo cái phần thứ hai nữa. Đây, cái phần chúng ta đã phần xong hai phần rồi này. Đấy, cái từ khóa này đó, cái từ thứ ba chúng ta hoàn toàn có thể check qua Google Keyword Planner. Chúng ta bắt đầu làm quen ạ, chúng ta bắt đầu làm quen với các cái công cụ ạ. Bởi vì là chúng ta kinh doanh online nó phải liên quan đến các công cụ, vì các công cụ nó sẽ thống kê cho chúng ta những cái dữ liệu của khách hàng rồi, và khi chúng ta có được cái dữ liệu của khách hàng rồi thì chúng ta mới có thể là tiến hành một cái hoạt động kinh doanh nó mang lại cái hiệu quả nó cao được, đúng không ạ? Nha. Công cụ này nó miễn phí. Chúng ta đợi một chút nó sẽ loại. Chúng ta có thể xem đi xem lại cái video này nhiều lần, sau đó thì chúng ta có thể là tìm kiếm và chúng ta tự tìm kiếm với cái loại với cái phân khúc của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta làm cho thuê thì cái keyword nó phải liên quan đến cho thuê, đúng không ạ? Chúng ta bán dự án thì keyword nó phải liên quan đến cái dự án mà chúng ta kinh doanh, đúng không ạ? Hoặc là liên quan đến cái chung cư mà chúng ta cho thuê. Hoặc là ví dụ chúng ta làm nhà trọ, đúng không? Đúng không? Thì cái chúng ta cũng phải tìm cái keyword liên quan đến nhà trọ, cái từ nhà trọ hoặc là cái từ mà thuê, đúng không ạ? Còn cái phần danh mục ấy thì anh chị cứ cập nhật cái phần trước tiên anh chị cứ cập nhật cái tên đi, sau đó thì cái phần danh mục thì tùy những cái mã thì tôi sẽ check và tôi sẽ lựa chọn cái danh mục phù hợp, tránh những cái danh mục mà Google nó không ưu tiên, ví dụ như là cái danh mục liên quan đến bất động sản hay bị quét. Chúng ta tìm cái khóa là ví dụ chúng ta chúng ta check luôn cái từ từ lúc trước xem là cái độ nó hơi chậm một chút. Cái từ khóa này người ta tìm kiếm rất là nhiều. Này mà về một tháng cho mình là một số khách là nó như thế không? Cái từ này này. Đấy. Bản thân cái từ này là tìm kiếm nó cao rồi. Bất động sản mà như thế này là rất là tốt rồi. Bán đất quận 9 đó, gì không? Đấy. Đấy. Và anh chị vào cái key này là anh chị phải tải hết tất cả xuống. Đây, tải tải xuống là nó sẽ vận tải tải xuống ý tưởng này, thì nó sẽ để tải xuống ý tưởng dưới dạng là Excel nhé. Ok rồi nha, thì sau đó thì chúng ta check lại thì cái từ khóa này có lượt tìm kiếm nhu cầu rất là lớn này, anh chị thấy không ạ? Nhu cầu rất là lớn này, được chưa ạ? Thì nhu cầu lớn như này tại sao thì chúng ta lại không làm, đúng không ạ? Thì cái mô típ như này này, mô típ là mua bán nhà đất, đúng không ạ? Nếu chúng ta làm nhà đất, mua bán nhà đất cộng thêm một cái quận, cái địa phương mà chúng ta kinh doanh nhá anh chị nhá. Ok. Đó. Còn những cái phần dưới đây thì nó sẽ bổ sung cho chúng ta. Đó là khi mà chúng ta viết bài hoặc là chúng ta thêm những cái phần đề mục ở bên trong cái Google Map đó, xong phần tối ưu thì sẽ có video hướng dẫn về tối ưu. Đấy, các anh chị nó đề xuất ngay này. Đấy, mua bán đất nhà đất Long An này, được chưa ạ? Anh chị nhớ nha. Đấy, đối với mua bán nhà đất thì nó là cái key như thế, còn đối với những cái ngành khác thì anh chị phải cần có những cái key phù hợp nha. Ví dụ như là chuyên bán biệt thự thì đó là mua bán biệt thự, đúng không ạ? Mua bán biệt thự xong là địa phương. Thì nếu như mà chung cư ấy thì là mua bán chung cư tại Hà Nội, đúng không? Hay là mua bán chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, được chưa ạ? Hay là mua bán chung cư của một cái dự án cụ thể nào đấy thì chúng ta có thể đặt tên nhé.
Thì để chúng ta biết được chính xác thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải Google thôi, đúng không ạ? Đây Google nha, chúng ta Google cái từ khóa liên quan đến sản phẩm của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ biết được cái từ khóa đấy là cái lượt tìm kiếm ở bên dưới là bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ được ăn đề xuất, chúng ta sẽ được Google đề xuất này, bán nhà này, đấy bán nhà này, các bạn thấy không, bán nhà này, bán nhà ở quận Bắc Từ Liêm. Đây là những keyword mà Google nó đề xuất này, và người ta xác suất người ta kích vào những cái keyword này rất là cao. Bởi vậy chúng ta đặt tên những cái từ khóa liên quan đến keyword này thì cái cuộc chơi của chúng ta nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đây các bạn thấy không, ví dụ bán đất Phú Diễn, nếu bạn làm mà bạn nào là ở Phú Diễn thì tại sao không đặt cái từ khóa là bán đất Phú Diễn, đúng không? Đó, bán đất Nam Từ Liêm này, được chưa? Bán nhà ở Cổ Nhuế, tại sao không đặt cái từ bán nhà Cổ Nhuế, được chưa? Nếu như mà chúng ta làm bất động sản ở khu vực Cổ Nhuế thôi, hoặc là chợ chợ Tốt Bắc Nam Từ Liêm, không quan tâm. Mua nhà Hà Nội, được chưa? Đấy, bán nhà đất Thụy Phương, được chưa? Anh nhìn thấy không? Đó, chúng ta phải nghiên cứu rất là nhiều thì chúng ta mới đưa ra cái phương án phù hợp được. Đó, anh chị cứ xem video này một vài lần, hoặc vài lần nhá. Không có câu hỏi gì thì có thể là inbox trong nhóm hoặc là inbox trực tiếp cho tôi để tôi có thể hướng dẫn. Nếu như mà nhiều người hỏi về vấn đề quá, nhiều đấy vấn đề đấy nhiều quá thì tôi có thể là làm video để hướng dẫn lại cho tất cả anh chị. Ok. Và đồng thời là được chưa ạ? Anh chị cũng phải cung cấp cho tôi cái địa chỉ. Anh chị cần cung cấp cho tôi cái địa chỉ nha. Cái địa chỉ là địa chỉ gì ạ? Một là nếu như chúng ta làm ở cái văn phòng của chúng ta thì cung cấp địa chỉ văn phòng ạ. Nếu ở trong một cái tòa nhà thì cho anh chị ghi rõ là ở trong cái tòa nhà nhé. Hoặc là ví dụ mua bán nhà đất đúng không? Không thì chúng ta có thể văn phòng mua bán nhà đất đúng không? Văn phòng mua bán nhà đất. Tôi cần địa chỉ thực nha. Đấy, tôi cần địa chỉ thực nha. Đấy. Còn nếu như mà anh chị mà hoạt động ở trong một cái chung cư nào đấy thì anh chị cũng phải ghi rõ cái chung cư đấy ra, địa chỉ của chung cư. Anh chị có thể là này này. Anh chị có thể lấy cho tôi cái địa chỉ này, là cái này cho nó chính xác nhất này. Đây nha. Click vào này. Được chưa ạ? Sau khi anh chị click vào này thì nó ra cái phần tọa độ này, anh chị có thể lấy cái tọa độ này cho tôi này. Đây là cái phần tọa độ này. Được chưa ạ? Và anh chị lấy nguyên cả cái này này, anh chị copy anh chị gửi tôi thì tôi sẽ biết được cái tọa độ của nó là bao nhiêu. Tự nhiên là nha. Ví dụ một cái địa điểm bất kỳ này. Ví dụ tôi sẽ lấy một cái địa điểm bất kỳ ở đây đúng không? Đấy. Thì anh chị kích chuột vào này, nó sẽ hiển thị ra cái gì ạ? Đợi một chút nó load. Anh chị thấy không? Đấy, nó sẽ hiển thị cái gì ạ? Nó sẽ hiển thị tọa độ. Và anh chị kích vào con tọa độ này. Đó, sau đó anh chị copy cái phần này cho tôi nhá. Sau anh chị copy cái phần này cho tôi này. Copy nguyên cái phần này này. Đó, anh chị gửi tôi thì tôi sẽ biết là đặt đúng cái vị trí đây cho anh chị. Được chưa ạ? Đó, ok. Đợi một chút nha. Đấy, anh chị không? Nó sẽ hiện thị ra đúng cái vị trí này nhá. Ok. Đó. Ok, được rồi. Còn phần tiếp theo là phần gì nhỉ? Địa chỉ nhá. Đấy, cung cấp đúng địa chỉ cho tôi nhá. Thứ hai là anh chị cũng phải chuẩn bị hình ảnh nhé, chuẩn bị hình ảnh về cái dự án của mình này, dự án kinh doanh này, hay chuẩn bị hình ảnh về 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 hình ảnh thô nhá, chuẩn bị hình ảnh về những cái dự án kinh doanh của mình này, hoặc là những cái nhà mình đã từng bán này. Đó, mình cần phải lục ra và mình gom vào một cái thư mục đấy. Cái này để làm gì ở để sau này khi mà mình nhận map ấy thì mình bắt đầu sẽ tiến hành là mình xem map nhé. Kế tiếp là chúng ta cần phải làm gì ạ? Anh chị cũng sẽ tạo ra một cái Gmap mới nhé, nha. Anh chị sẽ tạo ra một cái Gmap mới này. Thì cái Gmap mới này để làm gì ạ? Để mà xác nhận cái quyền sở hữu. Đấy. Ok. Và đồng thời cũng sẽ chuẩn bị những cái nội dung bài viết để sau khi mà có map thì chúng ta sẽ bắt đầu xem map nhé. Ok nào. Và anh chị sau đó thì anh chị sẽ click vào cái đường link này. Cái đường link này để làm gì? Cái đường link này tôi đã làm rất là tiện lợi cho anh chị rồi. Đấy, sau khi kích vào đường link thì nó sẽ xuất hiện ra như này, những cái thông tin như này đúng không ạ? Và anh chị bắt đầu điền vào, ví dụ tên map thì anh chị gõ tên map vào, địa chỉ gõ địa chỉ vào, được chưa ạ? Và số điện thoại gõ điện số điện thoại vào nha, website nếu có và Gmail tạo mới. Đây là năm cái trường quan trọng, anh chị điền hết tất cả vào nha. Về sau khi điền gửi vào thì tôi sẽ cập nhật dữ liệu và sau đó thì tôi sẽ thông báo cho các bạn đội ngũ admin Google, các bạn sẽ
triển khai nhé. Ok, thường thì nó sẽ xong trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên nếu người nhiều người cùng một thời điểm nhiều người làm này thì chúng ta cần phải làm nó an toàn hơn. Chính vì vậy có thể là thời gian có thể là kéo dài khoảng 3 ngày. 3 ngày hoặc hơn 3 ngày một chút nhé. Thì khi xong thì tôi sẽ quay video để hướng dẫn cho anh chị chi tiết cách làm nha. Ok. Có bất cứ câu hỏi gì thì đừng ngần ngại comment ở trong cái nhóm này nha. Và đồng thời là hãy nhớ này, chúng ta có 24 giờ để bổ sung cái danh sách này nha. Bây giờ là ngày 30 giờ thì hết ngày 31 tháng 8 thì chúng ta cần phải bổ sung danh sách này. Và đầu tháng 9 thì chúng tôi sẽ bắt đầu làm. Rồi chúng ta có thể làm trong khoảng 3 đến 4 ngày rồi đấy thì sẽ xong, đúng không? Đây là chậm nhất là 3-4 ngày nhé. Còn nhanh thì chỉ trong khoảng 24 giờ là xong rồi. Được chưa? Đấy, 3-4 ngày là xong rồi. Thì sau 3-4 ngày xong thì bắt đầu chúng ta lưu ý là các anh chị nếu mà các anh chị nhận được sớm ấy, sau 24 giờ các anh chị cũng đừng làm gì nhé, đừng làm gì vội nhá. Ok. Bởi vì cần phải được hướng dẫn cụ thể chi tiết, chứ anh chị làm mà không để ý là đôi khi là nó có những cái thứ mà không tốt và có thể là dẫn đến cái việc là Google nó sẽ đánh giá cái điểm map của chúng ta không tốt, đúng không ạ? Ok. Ok ạ, xong nha. Ok, anh chị nhớ cập nhật những cái dữ liệu và cái thông tin vào cái danh sách này cho tôi. Ok. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.